Vâng, Thiên Định xin chào toàn thể cô chú chị nha. Hiện tại Thiên Định đang có mặt tại ngã tư trục chính tại đường Hàm Nghi tại dự án Vinhome Grandia. Đây, cô chú chị thấy không ạ? Đây là con phố trục chính trung tâm tại dự án Vinhome Hàm Nghi. Và hiện tại Thiên Định đang có một căn biệt thự shop house mà chủ nhà đang muốn bán, nằm ở ngay vị trí trung tâm. Đấy, cô chú chị thấy không? Đây là một cái con phố vô cùng thầm uất. Đây, đây chính là The Coffee House này. Bên kia nó chính là Lotte Ria, ngân hàng ACB. Tất cả khu vực xung quanh đây thì đều, đây là Highland Coffee. Đấy, bên đây chính là ba tòa chung cư của dự án Vinhome Grandia. Đấy, và bên trong đây chính là những cái căn biệt thự và những cái căn shop house nằm những mặt chính trung tâm luôn, và vị trí nó cực kỳ đẹp luôn. Đấy, cô chú anh chị chúng ta thấy là cái lượng lưu thông đi lại tại cái con phố Hàm Nghi này nó vô cùng tấp nập. Đây, riêng The Coffee House thì cô chú anh chị thấy là khách hàng chật cứng luôn, rất là đông luôn. Bên kia cũng chính là Highland Coffee thì lúc nào cũng đông và rất tấp nập. Và trong đây là những cái căn biệt thự thấp tầng tại dự án Vinhome Grandia. Đây, dự án Vinhome Hàm Nghi là được xem là một cái dự án rất là thành công của tập đoàn Vingroup, tại vì tất cả những cái căn được bán rất là nhanh, và đặc biệt là chung cư của Grandia đến thời điểm này cũng là bán hầu như đã hết đến 99% rồi. Đây, lượng lưu thông và xe cộ đi lại rất là tấp nập luôn. Đấy, và hiện tại cô chú chị thấy không ạ? Tất cả những cái căn biệt thự shop house tại mặt đường Hàm Nghi này thì đã đi vào kinh doanh hầu như đã đến tầm khoảng 80-90% rồi. Đấy, bên kia là những cái con phố gọi là phố kinh doanh cực kỳ sầm uất. Và hiện tại là trong những cái dãy shop house này đang có một căn, đó chính là một căn mà Thiên Định đang muốn giới thiệu cho toàn thể cô chú anh chị, một căn mà hiện tại đang để trống và đang để thô, và chủ nhà cũng không cho thuê, và cũng là hiện tại chủ nhà đang mong muốn là muốn chuyển nhượng và muốn bán. Một căn biệt thự cực kỳ đẹp luôn, một căn góc hai mặt tiền. Và bây giờ Thiên Định sẽ mời cô chú anh chị chúng ta vào bên trong tham quan. Đây, đây cô chú anh chị thấy không? Trước mắt cô chú anh chị chúng ta đây chính là căn biệt thự shop house B215. Đấy, shop house góc B215. Diện tích của nó là 94 m. Vỉa hè rất là rộng luôn và rất là thoáng. Cô chú anh chị thấy là tất cả những cái căn xung quanh đây hiện tại đã là shop house và kinh doanh cực kỳ sầm uất luôn. Đây, bên này là BBQ của nhà hàng Nhật Bản này. Đấy, bên kia là Lotte Ria này, The Coffee House và cả Highland Coffee là ngay bên cạnh luôn. Vị trí rất là trung tâm. Đấy, và bây giờ Thiên Định sẽ mời cô chú anh chị chúng ta vào bên trong để tham quan cái căn biệt thự này. Diện tích xây dựng của nó, đây, hai mặt tiền.